trở lại với TV. Chiều qua muỗi quá anh em mình lại phải về mọi người ạ. Chưa ra cố lại được cái lều này, thế nên là chưa thể sinh tồn qua đêm được, chỉ ra đây sinh tồn ban ngày thôi. Hôm nay đáng nghe ra là anh em mình sẽ chuẩn bị đồ để cuộc thi ẩm thực bắt đầu đấy, nhưng mà hôm qua nước nó lên đấy thì lại rất là nhiều cá nó vào những cái hủm, những cái khe ấy. Thế là hôm nay anh em mình quyết định là đi bắt cá trước. Ngoài sẽ thử một cách bắt cá theo kiểu nguyên thủy nhé mọi người nhé. Anh em mình sẽ tạo một cái ao nhỏ đấy, xong rồi lùa cá vào đấy, xong nó vào thế giới của mình. Xong rồi xiên úp bắt tay các kiểu, nhưng mà bây giờ phải đi chặt thật là nhiều cây á. Bây giờ anh em mình sẽ lên đồi đây nhá. Kiếm cành, kiếm cây. Đi chặt cây luôn, tí nữa sẽ cho mọi người xem nào, cách bắt cá của anh em mình như thế nào nhá. Đây, Mao Lệ cầm vũ khí của mày mà thôi, tí nữa. Đi em chặt cây. Em đi đâu có hổ tấn công anh thì em chọc nướng luôn. Cần có hổ tấn công. Hổ tấn công. Nào Mao Lệ ra. Tí nữa mọi người sẽ biết là anh em mình chặt cây này để làm gì nhá. Anh em mình đã đến cái nơi mà sẽ tạo một cái luồng để bẫy cá rồi nhé mọi người nhá. Sẽ làm một cái, mọi người đã hiểu anh em mình chặt cây để làm gì chưa? Thắt nút. Sẽ thắt cái nút cổ chai ở đây này, để sau cá nó sẽ vào khu vực trong này là nó giúp vào bẫy của anh em mình. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ làm cho mọi người sẽ dễ hiểu hơn nhá. Này, bây giờ chặt những cái từng cái cây ngắn để đóng xuống đây. Đây. Tầm 50 phân đủ đấy nhỉ. Úi dồi ôi, xấu phết đấy anh ạ, bẫy cá là hợp đấy. Đấy, sẽ tạo một cái cửa cho nó trước đã nhá. Đấy, mấy thằng mày đóng dọc từ đây vào trong bờ đi. Đóng dọc từ đây vào trong bờ. Kín rồi nhá, sát san sạt nhau. Xít này luôn á. Đấy, xít thì xít luôn. Để cá nó vào nó sẽ không thoát được. Đấy, đây sẽ là cái cửa, cửa để cho cá nó vào nhá. Tí nữa mình sẽ lấy cái nơm và làm thành một cái như cái đó ấy. Ở dưới phải khít ra được nhá. Anh ơi, đóng cái này thế này à? Cứ đóng đi. Đóng thành một hàng dọc. Đấy, ở dưới khít này. Khít làm sao nó có cái khe hở là đấy được được. Hay quá được vẫn được mà. Thank you.
đoạn này là đất đất nó cứng nên là anh em mình mới phải là xỏ ra cố bằng sỏi. Thả mà vào chỗ này coi như là vào động bàn tơ luôn đấy. Đắp người đắp xây tường. Mọi người biết tại sao mình phải phá cái nơm này không? Sẽ tạo cái cửa cho nó đi. Tạo cái cửa thì cho nó không ra được đấy. Đấy. Đây sẽ là một cái rọ để cá khi cá nó rúc vào từ đây. Đấy nhá. À, vậy là anh em mình đã hoàn thành xong cái bẫy cá nguyên thủy rồi nhé mọi người nhé. À, lát từ những ngoài vùng ngoài thì mọi người biết nó rộng mênh mông như thế nào rồi. Anh em mình sẽ đợi đến buổi chiều tối khi mà cá nó hay vào bờ ấy là nó sẽ đi qua đây. Đấy nhá. Đấy, sẽ tạo cho nó một cái đường vào. Đường vào ở đây. Đường vào ở đây. Đấy. Đắp đấy. Lên lấy anh một ít không, đấy lấy cỏ lấy cỏ đắp vào đây, tức là khi con cá nó đi dưới nước này nhá, nó đi qua cái nơm này của anh em mình ạ, nó qua cái lỗ này vào trong chỗ này thì khi mà nó vào trong này, nó bơi vào hẳn trong khu trong này thì nó quay ra nó gặp cái nơm này, nó chỗ những cái chỗ này nó sẽ rất là vướng và nó sẽ không ra được, rất là khó ra, mà anh em mình sẽ dình nó vào lúc nào sẽ thật nhiều là sẽ bắt nó ở đấy. Ở trong này thì nó khá là nông, rất là dễ bắt nhé. Nó chỉ đến tầm đầu gối mình thôi. Đầu gối mình ở trong kia còn nông hơn. Nhưng mà cá buổi chiều ấy, nó cứ hay vào những cái chỗ nông nông đầu gối với tầm này này. Nó vào ấy, nó khi nó đi qua cửa của anh em mình ấy, nó không ra được nữa. Thế là ê, có đồ ăn. Anh ạ, anh ạ. Kiểm tra xem kín hết chưa, không mãi mới đắp được cái, bắt được con cá thì lại ra mất thì đúng rồi. Nhục lắm. Anh ơi. Ừ. Anh phải được xem không? Rồi thế thôi. Đó, thấy hòn đá. Với cho hòn đá. À. Vậy là ok rồi, anh em mình đã hoàn thành xong cái bẫy thời nguyên thủy rồi nhé mọi người nhé. À, không biết là liệu rằng anh em mình có bắt được cá ở cái bằng công thức 1 cộng 1 bằng 2 ngày xưa không? Nhưng mà mình thấy tiềm năng lắm. Mọi người cứ nhìn ra khoảng bầu trời ngoài này mà xem. Tức là buổi chiều tối nhá, cá nó vào gọi là mênh mông luôn. Sướng kinh điển luôn đấy, tắm cá rồi. Ở chỗ này anh em mình đang động, thế nên là nó không đấy thôi. không vào đâu. Khả năng ở trong khu trong chỗ anh em mình đặt này nó đã có cá luôn rồi cơ. Ở trong này này. Nhưng mà anh em mình chưa vội kiểm tra. Thôi bây giờ lên nghỉ ngơi. Lên đợi cá nó vào đã. Anh em đi lên bắn đầm đạn. Đi lên xem lều liếc lều trại là có chỗ nào rác cố không để rác cố trước. Có khi khả năng tối nay anh em mình sẽ ở đây đấy. Đây. À được khoảng tầm 2 tiếng rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ sẽ bắt đầu, mình đã thấy có khá là nhiều cá ở trong kia rồi nhưng mà chưa biết là có cá to hay không. Bây giờ mình sẽ, anh em mình sẽ dồn một vòng cuối. Đấy, thấy nó lại quẫy đấy. À, đạt này, thế này. Đi bên này. Ờ, đạt thế với Mao Đệ nhá, vòng đằng này nhá. Okay. Với anh đi nhẹ nhẹ đằng này nhá. Okay. Bắt từ từ ra, đợi anh bảo bắt đầu đi ra cái thì cùng đi ra nhá, để cá nó sẽ không phóng ra ngoài. Để dồn vào chỗ lờ của anh em mình ấy chị. Ok.
chân đấy. Đẩy chân mà. Chưa nó kẹt lắm rồi, kẹt lắm rồi. Kéo đập vào đồng nhau nhá. Ui, nhiều đấy. Trôn từ ngoài này trôn vào nhé. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu anh tạc ở khu vực đây. Con này cháy nhiều đấy. Anh cây thương của mình đâu nhỉ? Thương của em đây. Đấy. Mình sẽ dùng quả để xiên cá. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Trôn trôn đi. À, trôn ra đi. Nó vào lên đây em chọc chết nó luôn. Trôn 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 trôn. Nó chọc vào đầu nhá. Không. Cẩn thận đấy. Mày mà chọc được một con cá cao hơn rồi. Này, đi đầu xuống đất. Anh đừng quay lại con đây. Từ từ quay lại. Được, đi lên đi. Hoặc là khoáng bùn, nó sạc bùn là nó lên hết mà. Ê, đây đây, một con to lắm. Bắt luôn. Bắt đâu lại đây này. Chạy rồi. Từ từ, tí nữa thì lại bắt được hết rồi. Nó không chạy được đâu. Năm hẳn xuống. Đấy, đặc công kiểu bắt cá này của anh em mình khả năng sẽ khá là thành công đấy mọi người ạ. Nó chạy nhau hết rồi. Đây rồi. Đâu? Chạy mất rồi. Những cái mỏn dạ. Toàn. Đâu? Đây có cái dọ này. Ôi, xem. Có. Mày là vừa cá cơ. Cá trội. Đâu? Cá trội này, cá trội này. Đâu. Đây này. Đấy. Cá trội đấy. Đây, nó cái anh ăn ngon thế đấy. Cá cuống này. Cá cuống đâu? Cá cuống đâu đấy? Ủa, trời kia dậy rồi. Ôi, chân kia nhiều. Ôi, chạy ra, hở vây cơ. Anh ơi, mau đẩy lên kia hở vây cơ. Hở vây cơ. Những cái cá luôn, Cứ chơi từ từ cho nó chạy ra lớn. Ôi, chỗ này nóng hùm. Hùm má. Đây lại có một cái dọ nữa này. Có con gì. Đấy có ngạnh đấy, từ từ. Mà cá cũng có ngạnh đấy.
Cá nó mạnh đánh này một phát ra. Đứt tay đấy. Đây, đồng ạ. Anh ơi, đồng chắc khích à? Giờ thương rồi đã. Thế đi, ôi. Kìa kìa mặt đây. Kìa kìa. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây. Thế đừng đi, đừng đi. Thôi bắt đi cho nhanh. Đây đây, đây sao đi. Đúng rồi, chết rồi. Được rồi, được rồi. Được nào. Xuống, nó dậy xuống. Nó dậy xuống, ném sang bờ bên này, ném sang bờ bên này. Nó dậy xuống nữa vậy. Nó không quá. Nó không quá. Đây, đây đây con giấy đang nhặt kia kìa. Đấy. Mày giờ bưởi. Mày giờ bưởi. Cho nó lên bờ. Cho mày lên bờ. Cứ bình tĩnh nha. Là công Việt Nam không mày. Vừa kéo cây móc hùng đây. Chậm thôi, nó đang vào hết trong khu này đấy. Đây, cả cái một con nó vừa chui từ quần em. Ê đây. Đây đi. Từ thôi chậm nó. Đây. Có một con nó chui. Bắt để cho đâm nhá. Quần em nó chui sang bên kia rồi. Ôi đừng có đâm vào con tàu đấy. Ấy da. Bây giờ vứt lên bờ luôn, vứt lên bờ luôn. Đây đây anh. Một con to đây. Đâu. Nó bơi qua đây rồi. Bơi qua đây à? Bơi qua thằng Đạt đấy, trốn Đạt đấy. Ấy. Đừng má. Đi nhảy qua. Qua trên lưng mình. Mất rồi. Làm từ từ nhá. Để chút bình tĩnh nhá. Được không? À, xuyên mắt luôn. Mắc ngại. Đâm nhau. Đặt cấp nha này. Cái gì lâu vậy? Ôi, đây này, đẳng cấp đây này. Đấy, đấy đi. To đây này. Ôi, xuống cho nó chui vào háng. Ôi, xuống cho nó chui vào háng. Bây giờ ăn, bây giờ cứ đi xúc bùn cho nó nổi. Ôi, ấy, chân mình. Xúc bùn nó nổi lên mà. Nào, rôn vào phát cho nó vào khu nông này phát này. Cái đá cho nó xúc bùn lên. Cái đá gì con cá này. Được. Áp bắt anh ấy, ta chủ cái phim phạm ấy. Ôi. Nó vọt nhanh thôi. Ôi. Nó. Nhiều lắm, cần cá nhỏ thôi. Có những mến tù. Đây ở trong hàng em. Đây. 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 Đây cũng còn. Đây. Mất rồi. Đây. Mất cả bưởi. Nó bị chắc cùn. Ba màu. Ôi giời ơi. Đấy. Giỏi phết đấy. Ấy. Mắc ngại mà nó có ngại mà. Ấy thôi, ấy. Mày thế. Anh Cường ơi, đẳng cấp phết nhỉ.
Ai chà. Ai chà. Ai à. Ai chà. To phết nhỉ. Ai à. To đây. Còn đấy. Này này. Không đi xuống, không đi xuống. Đứng đứng. Chết. To. Ui. Mắc luôn ở giữa. Mắc luôn kẹp kê. Con này bị kẹp kê. Đâu có tôm ấy, ấy, ấy. Đâu tôm ấy, rũ đi. Úi, này, con này bị kẹp kê. 4 này, 5 này, 6 này. Ui, 7 này, ui, to con này to. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13, 14, 15, 16, tàn nát biết hết mang luôn. Ui, 17, 18, 19, 22. Đây là toàn bộ thành quả của anh em mình nhá. Ui xào. Bắn lúc nhiều vết nhỉ. Nhiều con to nhỉ. Hôm nay sẽ có món nướng, món cá nướng thổ dân nhá mọi người nhá. Bây giờ hai thằng xuống suối mổ. Đây em đi mổ nhá. Anh với lại anh với Thế Trạng đào lò nhá. Có làm tí cắt cơn không anh? À kìa. Tí nữa. Không, tí nữa, không, tí làm nữa. Làm luôn. Gỏi gì? Ok, ok. Tí nữa làm sạch một con, đánh vảy một con thôi. Okay. Còn tất cả những con khác mổ không đánh vảy nhá. Okay. Chỉ đánh vảy một con. Đấy, con thanh thanh kia đánh vảy nhá. Đấy. Rồi. Ba anh em mình lên đây đào lò. Làm một cái lò nướng cá nhá mọi người nhá. Con đánh vảy rồi đấy. Một cân. Ngon lắm đấy. Ui xà. Một con, hai con, ba con. Con này đại tướng này. 4 con, 5 con, 6 con này. Đi tắm ra. Mọi người đã hiểu cái cách nướng cá của anh em mình chưa? Cho cây to to đi. Bắt cây lên sông ngoài. Sông khói. À, xếp cá lên đây. Ném mày. Xếp cá lên. À, xếp lên. Đấy. Hi cha. Mùi bọc đấy. Măng cá to này dày thịt nhỉ anh nhỉ? Lá keo đâu, lá keo đâu? Thế lấy lá keo nhanh lên. Đây đây. Đây. Phủ luôn này. Đưa cây. Đây. Thế đấy nhỉ, chưa không ăn hết. Đây. Hả? Thế thôi nhỉ? Cái đấy để tí nữa còn lại để đó để tí nữa hong hơi khô. Tao phủ lên. Đấy, đây sẽ là món cá lướng thổ dân nhá mọi người nhá. Mọi người nghĩ cái món này có liệu có ok không? Bình thường thì anh em mình hay đốt trực tiếp bằng lửa ấy, nhưng mà hôm nay sẽ ủ
ủ để cho nó chín 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 tới ở trong là ok nhá. Được, tí nữa cái lá keo này bắt đầu nó bị cháy, nó bùng lên ấy, thì bắt đầu lật. Nướng keo mình nướng thẳng lửa ấy, để nó chín rồi. Ui dồi, mày cho bỏng lắm. Vào còn chín ấy. Ê, nghe từ tiếng xì xào của trai trai và ốc chưa? Cấp cứu, cấp cứu. Lật toàn cái món này nó hơi hơi căng thẳng đấy mọi người ạ. Ủa, bỏng ấy. Lấy cái lá keo ấy, em phủi đi. Không cần, để anh lật ấy. Đấy, thấy chưa? Dạ. Hơi bị ngon đấy, không phải đùa đâu. Ui dồi ôi, ai con ốc của em kìa. Để nó một tí nữa đi vội lật anh này. Ui có nhiều máu. Ui to chưa nhiều muối ấy. To nhiều máu. Ui sợ cháy hết cây kia sập không? Không anh ạ. Cây tươi mà anh. Tươi mày. Sập là vừa cái chín ấy. Lúc nào sập là chín. Ui, con em mở mỏ rồi. Ui dồi ôi, máu để ăn không? Không, chẳng ngò. Chẳng ngò. Ui, con em mở mỏ rồi. Ôi dồi, ôi dồi. Ok đấy. Con em mở mỏ rồi. Nhưng mà phải kiếm à đây. Cá này thì thường là nướng chín tới là ngon đấy mọi người. Nhưng nướng quá là mất ngon đấy. Ui xà, cái món này anh em mình chưa làm bao giờ mọi người ạ. Mỗi khi anh em mình chơi quả là cho thẳng vào bếp lửa luôn đấy, ném cả con không phải mổ đâu, nướng cho người nó chắc cái vảy già, ăn ngọt lắm người ạ, trắng mắt là chín. Ổn áp rồi mọi người. Ui bong. Ui cha, ngon đấy. Nóng quá. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà những cái món nướng trực tiếp luôn như này ngọt lắm mọi người ạ. Thế này là anh em mình nướng quá tử tế rồi đấy, chín đàng hoàng rồi đấy. Mỗi khi đốt nhỉ, nó vừa chín tới đấy, ngọt lắm. Đây là món cá nướng bóng đêm. Món này món cá nướng bóng đêm nhá mọi người nhá. Wow. Có một con kìa. Ôi con đấy. Cho... Ai là nó, tại vì nó bóng đêm quá. Từ từ. Nào, cho vào đây. Chiến đây. Ui giời. Đây là món cá nướng bóng đêm của anh em mình nhá. Không phải thành thủ dân nữa. Còn đây là con món sashimi của Đạt Chó Săn. Sashimi, cá rau phi. Đấy, vừa làm xong đấy, món sashimi thì có thể kết hợp với chanh, thiếu tí mù tạt. Wow, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái món cá nướng của mình. Ui, bỏng thế. Hơi nóng. Ui, nặng nhỉ. Ấy. Úi giời, úi trời. Cắt cơn đứng đầu ấy. Mời tất cả mọi người nhá. À, trời. Wow. Ngon không? Ngọt lắm. Ngọt à? Cá vừa chín đến ngọt cực kỳ luôn. Má ở dưới. Để em thử miếng nhé. Wow, nào con ơi. Ui ôi, được nó này. Món sashimi. Chà. Món này có là gì không? Mời tất cả mọi người nha. Vẫn thử đi. Em làm ngọt lắm ấy. Sashimi thì ừ, chưa vào. Ngon lắm. Cắt cơm. Mời mọi người nhá. Thế ốm à? Thế ốm. Tông thế không ăn cá. Thế bị ốm rồi. Tông thế hôm qua bị phát hiện ăn cá nên ngại không hiểu ăn nữa đâu mọi người ạ. Không. Công thế bị dị ứng với cá mọi người ạ.
thông cảm cho Trung Thế tí. Không mà nó mà ăn cá vào nó hay bị dị ứng ngứa họng hay phải đi viện ấy. Mời nhưng mà cái viện đi viện tập thần. Không ăn được cá đâu các bạn, nhưng mà húp nước canh của cá. Húp cho luôn. Đây là hôm nay chắc là chưa đói thôi. Úi giời. Lá cho cháu xin cái lá chua này. Đấy. Khách không mời. Ai xa. Anh ơi, mày ghém. Ghém này. Ngọt. Anh nhìn em nha. Ui, ít quá. Ít. Đấy. Đây là lá rừng. Lá rừng. Gói lại. Đây là lá chua chát này. Ở mình gọi là lá chua chát hoặc là lá lồm nhá. Đấy, bây giờ mình phải thử một miếng. Hết giờ luôn. À này. Tuyệt vời. Ngon rồi. Đây nhá. Từ cái miếng sashimi của đạt chó săn nhá. Ngon lắm mày ạ. À, một miếng rồi. Gói cái lá này ăn ngon nhỉ. Sashimi này thiếu thiếu gì nhỉ? Mù tạt. Mù tạt. Dạ, thử một miếng thôi, sashimi nhá. Thử miếng nào. Ngọt thế rồi. À, cho này nhá. Ok đó. Ngon không mày? Tuyệt vời luôn. Đây, kẹp miếng lá này. Đấy, sao? Kẹp miếng ớt là ngon hết rồi. Ui, em thử cho miếng ớt rồi. Mày không để được miếng ớt. Ui, đây. Mày làm chua quá. Kêu một quả chanh này, ăn để sống cơ. Đấy. Không, tao phải tìm cái miếng bọc bọc. Đấy. Đấy. Đó. Ngon, ngon lắm mọi người ạ, tươi, ngon. Lá lùm. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên ăn chín uống sôi nhé, đừng như anh em mình. Anh em mình là tốt bụng. À bụng tốt. Không tốt cả bụng. Tốt bụng à? Thế nên là ăn được tất cả mọi thứ. Từ sashimi cá hồi rồi sashimi cá rô phi các kiểu. Chén được hết. Wow. Lại khá là ngon. Nhưng mà em thích ăn cái món cá nướng này xong lấy thịt này. Cuốn với cả cái lá chua này ăn ngon lắm. Ở ngoài đồi này thì ăn bất cứ thứ gì cũng ngon. Xin phép mọi người là được dùng tay với kia nhá. Tại vì ở ngoài đồi này, ngoài rừng rú này thì thật ra là hay theo kiểu là ăn hoang dã. Đấy. Lạ. Nên là nhiều người cứ bảo anh em mình ăn bẩn. Nhiều người thì lại bảo người bảo thích như thế nó mới tự nhiên. Nhưng mà anh em mình cứ làm một cách gọi là nó là nói chung là cứ anh em mình có gì thì dùng đấy đấy, chứ không phải là bày đặt phải làm đấy, bày đặt phải làm thế nọ làm thế kia cả. Sẽ có những người yêu thích và sẽ có những người không yêu thích, nên cũng đành phải chấp nhận. Món này ngọt đấy nhỉ. Tưởng bữa này không ăn. Không, khả năng là phải tối nay khả năng anh em mình vẫn chưa thể trú tại đây được, tại vì